Cái khu vực này nó có nhiều cái sầm đá ấy. Cái vườn này, cái bên cạnh cái lục cao su người ta bỏ hoang này. Tìm không có cái cây gì đẹp. Sáng ngày đi mưa quá anh em, giờ nó bị lạnh. Mới sáng sớm nó gặp ướt rồi. Cái bà lâu này rất nhiều cây. Cây hoa mùa, mùa hoa ăn đẹp lắm. Ủa, cái gốc của hoa mùa to chứ này. Cái gốc của nó ác liệt thật. Mấy cái cây me ở đây nó có quả không? Ít này mình nhỉ. Cây nhỏ trên, cành trên đây xài. Chỗ này nó có mấy gốc me nhỏ nhỏ nhưng mà cái bệ nó rất hay này, cho kiếm vài gốc về. Nhiều anh em dặn cái me anh em ạ, cái me quả tròn này. Hôm nay mưa chỉ đào mấy gốc nhỏ nhưng nó trơn lắm, nó ướt hết máy. Giờ tắt máy thì tôi đào vải tê về chỉnh sửa quay anh em xem sau. Anh em nào ưng ý thì cứ nhắn tin qua Zalo cho tôi nhé. Đây anh em mới về được hai gốc này này. Đây gốc này nhỏ này, nhỏ nhưng bệ cũng đẹp phết này. Gốc này thì to, cao dáng đẹp. Nguyên cái bộ đất. Mấy cái cây me mà anh em sợ nó không có rễ đây này, không có rễ thì tôi trồng lại này, anh em nhìn này. Những cái này chắc khoảng 2 tuần chứ mấy, anh thấy không? Còn cái đây là cái thuốc mối này tôi rắc này. Mấy cái này trồng sâu đấy. Mình cứ đậy cái vải là thế này anh em ạ, cây ươm thì cứ đậy vào. Khi nào nó ra thế này thì mình mới bỏ ra, mà trời nắng ấy nó cảm thấy nó héo bắt đầu mình lại che lại. Trước khi gửi đi cho anh em thì tôi vẫn xử lý kỹ cho anh em rồi. Anh em về anh em đây này, tôi trồng đất không đâu anh em nhé, không có một cái gì đâu. Mà nó lên khỏe này.